Hai, xin chào Ngọc Ánh. Xin chào Phước Sửu. Hôm nay Phước Sửu và Ngọc Ánh có mặt tại một khu dân cư khá đẹp Waterpoint Nam Long. Chính xác là một khu đô thị đến 355 hectare. Thì ở đây có những cái dạng sản phẩm gì hả Sửu ha? Ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm từ nhà phố, biệt thự vườn, căn hộ và những trung tâm và nhà thương mại. Và nơi đây có rất là nhiều tiện ích về là trường học, nè, bệnh viện. Và nó giống như một thành phố thu nhỏ và một kiến trúc xây dựng là của theo phong cách Nhật Bản. Vậy thì nhầm Sửu có thể dẫn Ánh và các quý vị cùng đi tham quan được không? Được, thì nơi đây là một vị trí rất là đẹp. Nơi đây là giống như là một cái sảnh đón tiếp khách. Và nơi đây thì mình có thể là cái gọi là cái văn phòng bán hàng á Ngọc Ánh. Thì một cái khu đô thị luôn đúng không? Đúng rồi, rất là đẹp Ngọc Ánh ạ. Ở đây tất cả tiện ích ở đây là nó cũng đã gần như là hình thành xong hết rồi. Cơ sở hạ tầng đường xá. Và giống như bên tay phải của Phước Sửu và Ngọc Ánh đó là một cái tòa nhà gọi là chung cư đã xây dựng và đang bàn giao rồi Ngọc Ánh ạ. Đó đúng không? Đúng rồi. Cái này đây giá khoảng tầm 1 tỷ căn không? Hơn 1 tỷ một căn. Và thị trường hấp thụ khá tốt luôn á Ngọc Ánh. Anh thấy như bây giờ mình đang nhìn thấy là khá nhiều nhà đã vô ở rồi kìa. Đúng rồi. Thì Phước Sửu hỏi sơ qua Ngọc Ánh, Ngọc Ánh di chuyển từ đâu đến đây? Ánh đi từ hướng quận 7 qua. Thì Ngọc Ánh mất khoảng bao lâu để đi đến cái dự án này? Nãy anh đi tầm 3 giờ 2 rưỡi hả? 2 rưỡi thì mất khoảng 45 phút ạ. Rất là gần phong. Quãng đường thì, di chuyển theo... cũng cũng khá thuận tiện. Và bây giờ là Phước Sửu và Ngọc Ánh mình đi dạo sơ qua một vài những cái tiện ích sơ qua của bên này Ngọc Ánh ha. Thì di chuyển ở đây tầm khoảng 40 phút thôi. Và mình di chuyển theo trục đường Nguyễn Văn Linh và đi theo đường cao tốc. Thì con đường này nó khá thuận tiện và kết nối của cái Waterpoint Nam Long này nó sát bên đường cao tốc luôn không Ngọc Ánh? Đúng rồi, ngay sát vừa xuống cao tốc đi quẹo xíu là tới liền. Đúng rồi, sau này là còn kết nối qua cái đường gọi là đường Vành Đai 3. Và cái đường Vành Đai 3 là một cái cung đường rất là dài, kết nối từ hướng Nhà Bè. Đi lên hướng Củ Chi, đi lên Bình Dương và quận 12 và sau đó nó quay về Vũng Tàu và nó bắt nhịp với đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Nên là cái cung đường này thì sau này khá đẹp và nằm trên một cái khu đô thị kết nối cái hạ tầng tốt như vậy thì với cái giá mức hiện tại bây giờ thì anh nghĩ là trong một vài năm tới nó có thể còn tăng lên gấp rất là nhiều lần. Chính xác. Những nhà đầu tư mà khi lựa chọn những cái sản phẩm của khu Waterpoint Nam Long này thì giá là có thể lấy 2x3 trong thời gian tới là rất là dễ luôn Ngọc Ánh ạ. Thì Ngọc Ánh có thể là phân tích sơ qua về cái khu này á, và Ngọc Ánh có thể là đưa ra một vài cái khay để cho khách hàng lựa chọn cái dự án này được không? Ở cái dự án này thì khách hàng có thể có rất nhiều cái lựa chọn, ví dụ như từ nhà phố vườn này, căn hộ chung cư này, biệt thự và cả là những cái biệt thự lớn nó cũng có nữa. Dạ. Đó thì khách hàng có nhiều cái sự lựa chọn để cho mình đầu tư tùy theo cái mức tài chính của mình. Và cái khay thứ hai là nói về một cái tập đoàn chủ đầu tư Nam Long là một cái tập đoàn khá lớn và đã triển khai khá nhiều cái dự án tại nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh rất là tuyệt vời. Và cái điểm khay mà chốt khách thứ ba đó là một cái chương trình bán hàng và cam kết cho thuê. Cam kết cho thuê luôn. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Với một cái khu dân cư mà là khu dân cư kết nối gọi là vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh và không phải là một khu dân cư gọi là về nghỉ dưỡng nhưng mà vẫn có chương trình kết nối cho thuê lâu dài và có rất là nhiều chương trình bán hàng thanh toán chậm và đặc biệt là đối với những chủ đầu tư có tầm cỡ như vậy thì cái hình thức thanh toán khá giản dị cho khách hàng luôn. Và một cái tâm điểm nữa mà để cho quý anh chị mà sau khi mà nghĩ đến Waterpoint là nghĩ đến một cái thành phố khá đẹp luôn là thành phố Đức Hòa. Trong thời gian tới nó sẽ là lên thành phố đó Ngọc Ánh. Ở chỗ theo mình biết thì ở Đức Hòa có rất nhiều cái khu công nghiệp đúng không? Đúng nhiều rồi. Khu công nghiệp thì sẽ có rất nhiều chuyên gia người ta tới đây để người ta vừa làm việc và sinh sống. Chính xác. Thì ở đây cũng là sẽ là một cái khu đô thị mà những cái chuyên gia đó người ta sẽ lựa chọn đầu tiên đúng không Sửu ha? Đúng rồi, chính xác. Và một cái khay nữa mà chắc hẳn ai cũng muốn nghĩ đến Nam Long đó là về cái pháp lý. Chính xác, rất là chuẩn chỉnh và tất cả những cái dự án của Nam Long bán là đều bàn giao sổ cầm tay hết cho khách hàng luôn rồi. Nên đó là tuyệt vời luôn. Khi mà nói đến Nam Long là nói đến mua bán sản phẩm giấy tờ trao tay tại chỗ luôn phải không? Giấy tờ trao tay nhà cầm luôn không? Đúng rồi, tuyệt vời. Thì có khá nhiều cái khay mà để là Ngọc Ánh và Phước Sửu cùng phân tích để cho biết là cái khu dân cư này là một khu dân cư đáng để đầu tư. Thì quý anh chị cần thêm nhiều thông tin hãy inbox cho Phước Sửu và Ngọc Ánh nhé. Theo cái số hotline bên dưới ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.